Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Cuộc sống 24 giờ của kênh truyền hình VTC14. Hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2016. Tôi là biên tập viên Vi Dung. Còn tôi là Dương Huyền. Ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lực lượng cứu hộ Sri Lanka tiếp tục tìm kiếm 150 người bị vùi lấp do lở đất sau mưa lớn, trong bối cảnh số người chết tăng lên 41 người. Giá xăng có thể giữ nguyên nhưng giá dầu có thể tăng trong đợt điều chỉnh vào chiều nay. Hai nữ diễn viên chính Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trương Quỳnh Anh rạng rỡ tại buổi ra mắt phim Nữ Đại Gia sau 2 tháng bị hoãn chiếu. Bất cứ sự điều chỉnh nào dù là nhỏ nhất khi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016 đang tới gần đều gây lo lắng cho thí sinh, người nhà thí sinh và cả các trường tham gia tuyển sinh năm nay. Indonesia đối mặt với nhiều thách thức khác trong cuộc chiến dẹp bỏ nghề mại dâm khi kiên quyết đóng cửa các quận đèn đỏ nổi tiếng tại Jakarta. Vào chiều ngày hôm qua, ngày 19 tháng 5, theo giờ Việt Nam, một chiếc máy bay Airbus 320 của hãng hàng không Ai Cập Egypt Air đang trên đường đi từ Paris, Pháp đến Cairo đã biến mất khỏi màn hình radar và mất tích khi đang bay trên vùng Địa Trung Hải. Hiện các lực lượng cứu hộ đã phát hiện các mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số ở phía nam của đảo Karpathos của Hy Lạp. Theo Thủ tướng Ai Cập thì hiện còn quá sớm để kết luận, nhưng không ngoại trừ nguyên nhân bị khủng bố. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Nhà Trắng tuyên bố vụ tai nạn máy bay Egypt Air vẫn đang được điều tra và còn quá sớm để xác định nguyên nhân khiến máy bay gặp nạn. Hải quân Mỹ cũng đã triển khai một máy bay do thám P-3 Orion để giúp tìm kiếm các mảnh vỡ từ chiếc máy bay này. Hiện Ai Cập đang phối hợp với Pháp và Hy Lạp nỗ lực tìm kiếm tại các vị trí chiếc máy bay mất liên lạc. Theo nhiều chuyên gia phân tích, nguyên nhân gây ra vụ mất tích của MS-804 có thể do các hoạt động khủng bố. Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ai Cập cũng đồng tình với khả năng này. Nhiều khả năng chiếc máy bay mang số hiệu MS-804 bị rơi là do khủng bố, hơn là do lỗi kỹ thuật. Tuy vậy, vào thời điểm này, chúng tôi không thể loại trừ hoặc xác nhận bất cứ điều gì. Chúng tôi chỉ biết nguyên nhân của vụ việc khi mọi chiến dịch tìm kiếm kết thúc. Trước đó, hãng Egypt Air cho biết, chiếc Airbus 320 của hãng trên đường từ Paris đến Cairo đã biến mất khỏi màn hình radar và mất tích khi đang bay trên Địa Trung Hải. Trên máy bay có 66 người, bao gồm 56 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn. Trong số đó có 30 người Ai Cập, 15 người Pháp, 1 người Anh và 1 người Bỉ. Cả Ai Cập và Hy Lạp đều đã điều máy bay chiến đấu và tàu chiến để tìm kiếm chiếc máy bay nói trên. Bộ Ngoại giao Pháp cũng sẽ điều máy bay và tàu để hỗ trợ việc tìm kiếm cứu nạn chiếc máy bay mất tích. Chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ với giới chức quân sự và dân sự Ai Cập. Ai Cập đã điều các máy bay trinh sát tới nơi chiếc máy bay được cho là đã biến mất và Pháp sẵn sàng hỗ trợ việc tìm kiếm nếu nhận được lời đề nghị của phía Ai Cập. Tại thời điểm này, chúng tôi chưa thể bác bỏ bất kỳ giả thuyết nào liên quan đến việc tại sao chiếc máy bay mất tích. Trên tài khoản Twitter của mình, hãng Egypt Air cho biết chiếc máy bay đang bay ở độ cao hơn 11,2 km và biến mất khi đang bay trên không phận Ai Cập vào lúc 2 giờ 30 phút sáng giờ địa phương, cách bờ biển Ai Cập khoảng 280 km. Cơ trưởng lái chiếc máy bay mất tích đã có tới 6.275 giờ bay, trong đó có hơn 2.000 giờ bay trên chiếc Airbus A320, trong khi cơ phó có tổng cộng 2.766 giờ bay. Thưa quý vị, hiện lực lượng cứu hộ của Sri Lanka vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 150 người bị vùi lấp do lở đất sau mưa lớn, trong bối cảnh số người chết do thiên tai tăng lên 41 người. Tuy nhiên, hy vọng tìm thấy người còn sống đang cạn dần, khi thời gian đã trôi qua 2 ngày, còn bùn đất có nơi thì dày đến 9 mét. Các nỗ lực cứu hộ hiện tập trung vào thị trấn Aranaiyaka, cách thủ đô Colombo 100 km, nơi lở đất chôn vùi 3 ngôi làng vào cuối ngày 17 tháng 5. Lực lượng cứu hộ dùng cuốc, xẻng để chuyển bùn đất đi nơi khác với hy vọng tìm thấy người sống sót bên dưới. Tuy nhiên, địa hình đồi núi cộng với mưa lớn đang cản trở công tác cứu hộ. Tại thủ đô Colombo, các cơ quan viện trợ đang vận động người dân ủng hộ tàu thuyền để cứu hàng trăm người bị mắc kẹt do nước sông dâng cao. Ở những nơi khác, quân đội dùng tàu thuyền và trực thăng đi cứu hộ. Cơ quan quản lý thảm họa Sri Lanka cho biết 300.000 người đã phải sơ tán trên cả nước do mưa lớn, lũ và lở đất. Một vụ nổ khí gây ra hỏa hoạn đã vừa xảy ra tại căn cứ quân sự Cam Caro của Mỹ tại huyện Chin Cốc, Đông Nam Hàn Quốc.
Giới chức Hàn Quốc cho biết hơn 20 bình oxy y tế, mỗi bình nặng 50kg và một số bình oxy nhỏ hơn đã phát nổ tại căn cứ quân sự này. Các mảnh vỡ của vụ nổ đã rơi xuống ngôi làng gần đó khiến hỏa hoạn xảy ra. 18 xe cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường và hỏa hoạn đã được khống chế trong gần 1 giờ. Hiện chưa có thông báo về số người thương vong. Quân đội Mỹ cho biết một tòa nhà của căn cứ này đã bị hư hỏng. Trong khi đó, tại Pháp, Hạ viện nước này vào đêm ngày hôm qua theo giờ Việt Nam đã phê chuẩn việc kéo dài tình trạng khẩn cấp về an ninh thêm 2 tháng, tức là qua thời gian diễn ra vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu 2016, Euro 2016 và giải đua xe đạp Tour de France. Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp, nước này đưa ra quyết định trên sau khi nhận thấy mối đe dọa khủng bố vẫn ở mức cao tại Pháp, cũng như tại Liên minh châu Âu-EU. Ngoài ra, người đứng đầu cơ quan mật vụ Pháp cũng cảnh báo nước này là mục tiêu hàng đầu của tổ chức Hồi giáo IS và nhóm này có thể thực hiện một chiến dịch khủng bố đánh bom nhiều địa điểm có đông người tụ tập. Vòng chung kết Euro 2016 dự kiến diễn ra trong vòng 1 tháng, từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 tới. Ước tính trong dịp diễn ra Euro 2016 có khoảng 2 triệu lượt người hâm mộ đến Pháp. Trong khi đó, hàng triệu lượt người hâm mộ môn thể thao đua xe đạp dự kiến cũng sẽ đến Pháp trong thời gian diễn ra giải Tour de France từ ngày 2 đến ngày 24 tháng 7 tới. Liên quan đến cuộc đua gay cấn vào Nhà Trắng năm 2016, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vừa ra tuyên bố cách đây ít giờ là bà sẽ không thất bại trong cuộc đua trở thành ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ. Trả lời phỏng vấn trực tiếp kênh CNN, bà Hillary khẳng định, tôi sẽ trở thành ứng cử viên của đảng mình. Điều này coi như đã xong. Đây được xem là tuyên bố chiến thắng của bà Hillary trong cuộc giành công thủ cạnh tranh với ông Bernie Sanders. Cũng theo bà Hillary, ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump không đủ tiêu chuẩn để trở thành Tổng thống Mỹ. Bà nêu rõ, tôi biết công việc của Tổng thống Mỹ khó khăn thế nào và tôi biết chúng ta cần tính kiên định, cũng như sức mạnh và trí thông minh. Và tôi đã kết luận rằng ông Trump không đủ tiêu chuẩn để trở thành Tổng thống Mỹ. And clearly we are much... Trước đợt điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày hôm nay 20 tháng 5, người dân lo ngại giá xăng sẽ tiếp tục tăng khi mà giá mặt hàng này trên thế giới có xu hướng tăng. Còn với các chuyên gia kinh tế thì việc điều chỉnh hay không còn tùy thuộc vào quyết định có trích quỹ bình ổn hay không. Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu tại thị trường Singapore gần đây đều cao hơn so với thời điểm giá bán lẻ xăng dầu lần trước. Cụ thể, giá xăng khoảng 57,28 đô la Mỹ một thùng, giá dầu hỏa khoảng 55,36 đô la Mỹ một thùng, cao hơn từ 3 cho đến 3,96 đô la Mỹ một thùng. Dù giá xăng dầu thế giới tăng, nhưng trong nước mức chênh lệch giữa giá cơ sở so với giá bán lẻ trên thị trường hiện chỉ tương đương mức trích quỹ bình ổn giá đang áp dụng. Mặt khác, thông tin từ Bộ Tài chính, quỹ bình ổn giá xăng dầu hiện còn hơn 3.700 tỷ đồng. Như vậy, nhận định giá xăng giữ nguyên khi Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định sử dụng quỹ bình ổn là hoàn toàn hợp lý trong phiên điều chỉnh ngày hôm nay. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 tới đây, thì hành vi săn bắt, giết, đuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép đối với TT có thể bị phạt từ 10 đến 15 năm tù. Đây là khung hình phạt mới vừa được tăng cường trong Bộ Luật Hình sự. Theo đó, tội phạm về buôn bán và vận chuyển TT trái phép với số lượng từ 1 đến 6 cá thể có thể phải đối diện với mức phạt từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm. Mức hình phạt tù tăng từ 5 đến 10 năm so với lượng từ 7 đến 10 cá thể và từ 10 đến 15 năm với số lượng trên 10 cá thể TT. TT là một trong những loài nguy cấp và quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ. Tuy nhiên, trong những năm qua, nhiều cá thể TT bị buôn bán trái phép và vận chuyển từ Lào qua biên giới đến Việt Nam. Việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, tịch thu và bàn giao, xử lý, xử phạt đối với các hành vi săn bắt, nuôi và nhốt vận chuyển đối với các loại này rất cần thiết nhằm giảm thiểu tình trạng săn bắt, buôn bán trái phép cũng như góp phần vào công tác bảo tồn các loài động vật này. Sẽ có gói tín dụng lên tới 300.000 đến 400.000 tỷ đồng để cho vay với các điều kiện ưu đãi cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân trong việc mua bán nhà ở xã hội. Theo ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, hiện nay Thủ tướng Chính phủ đã giao Ngân hàng Nhà nước chỉ định 4 ngân hàng thương mại do nhà nước nắm cổ phần chi phối gói tín dụng mới này là Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank. Và 4 ngân hàng này đang khẩn trương xây dựng hướng dẫn điều kiện, cách thức, đối tượng cho vay, nội dung giống với gói 30.000 tỷ đồng. Hiện tại thì các ngân hàng thương mại chưa triển khai vì họ phải giải ngân gói 30.000 tỷ đồng.
Theo đó, thay vì gói 30.000 tỷ, giờ người mua nhà có thể tiếp cận hai nguồn vay ngoài 4 ngân hàng kể trên, thì còn có Ngân hàng Thương mại và Ngân hàng Chính sách Xã hội. Hiện Bộ Xây dựng đang phối hợp cùng với Ngân hàng Chính sách để hoàn thiện gói vay này trình Chính phủ trong thời gian tới. Phạm Văn Đồng là một trong những tuyến đường có tình trạng giao thông tương đối phức tạp tại Hà Nội. Ngoài lượng xe tải, xe container, xe khách luôn tấp nập thì lại thêm các đô thị chung cư mới đưa vào hoạt động khiến cho mật độ tham gia giao thông tăng vọt. Trong khi đó thì đường vẫn chưa được mở rộng, không có gì lạ khi tuyến đường này xuất hiện thêm những điểm đen tai nạn giao thông. Mặc dù không phải giờ cao điểm, nhưng trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, mật độ phương tiện vẫn rất đông. Sau 9 giờ sáng là thời điểm hoạt động của các loại xe tải, xe khách và xe container. Tại ngã ba Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 4 người chết, biến đây trở thành một điểm đen tai nạn giao thông. Không chỉ người đi xe máy, mà người đi bộ qua tuyến đường này cũng nhiều phen hốt hoảng. Ở đây nó hay xảy ra tai nạn vì có rất nhiều xe tải từ ngoài đi vào á, rồi xe máy lấn làn rồi vượt á thì bị xe tải đâm á, nhiều tai nạn. Rồi các xe khách cũng thế, đi rất là ẩu rồi vượt làn. Nói chung ở đây giao thông hỗn loạn lắm. Mình thì mình cũng không phải là người ở Hà Nội, mình hôm nay mình lên trên này công tác thôi, nhưng mà đi các cái tuyến đường trên này thì mình thấy là cái nút giao thông chỗ này là tương đối là nguy hiểm. Nhiều xe tải, xe container, xe khách hoạt động đã là một mối nguy hiểm rình rập cho người tham gia giao thông. Tuy nhiên, nhiều người đi đường không những không cẩn thận hơn mà còn cố tình vi phạm. Khi hết giờ cao điểm là cái lượng xe của xe tải và xe khách là người ta di chuyển vào trong này, trong khi đó cái lượng cái tuyến đường Phạm Văn Đồng này nó rất nhỏ. Đấy, xảy ra là sự ùn ứ. Đội cảnh sát giao thông đã phối hợp cùng công an quận Cầu Giấy là thường xuyên tuần tra kiểm soát tại cung đường này và xử lý rất nhiều vụ là vi phạm về trật tự giao thông đường bộ. Vẫn là những lỗi vi phạm nhỏ như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm nhưng lại có thể để lại hậu quả lớn. Ngoài việc tăng cường xử phạt các trường hợp vi phạm, đội cảnh sát giao thông số 6 có kiến nghị xây dựng cầu đi bộ bắc ngang đường Phạm Văn Đồng. Đề xuất này đã được phê duyệt và sẽ được triển khai ngay trong năm nay. Hôm qua ngày 19 tháng 5, công ty cổ phần nhựa Thiếu Niên Tiền Phong đã giới thiệu sản phẩm nhựa chất lượng cao HDPE 2000. Đây được cho là sản phẩm ống nhựa có đường kính lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam và châu Á. Sản phẩm ống nhựa HDPE-D2000 có đường kính tới 2 mét, cho độ bền hơn 50 năm sử dụng, không bị ăn mòn và rỉ sét bởi các loại hóa chất, không bị lão hóa bởi nhiệt độ và tia cực tím, chịu được độ va đập, chèn, nén, có độ uốn dẻo nên chịu được tải trọng cao. Sản phẩm này cũng có giá thành rẻ hơn các loại ống thép, ống bê tông cốt thép, trọng lượng nhẹ, phương thức đấu nối đơn giản. Về kỹ thuật và về kinh tế, nếu như phương án này nó có thể đắt ban đầu nhưng thời gian vận hành sử dụng được dài lâu, thí dụ 50 năm đấy, thì chắc chắn rằng sẽ thắng so với các đường ống bằng kim loại như gang, thép và kể cả bê tông, cốt thép nữa. Sản phẩm ống nhựa HDPE ra đời từ nhu cầu lớn sử dụng tại các công trình trọng điểm về cấp thoát nước, trong nước và các nước trong khu vực. Đưa sản phẩm này ra thị trường, chúng tôi muốn phát huy tính ưu việt của ống HDPE 2000. Thứ nhất là độ bền rất cao. Thứ hai là khả năng đàn hồi, thích nghi với mọi loại địa hình. Và thứ ba là chống được sự lão hóa của môi trường, sự ăn mòn của hóa chất độc hại. Về chi phí lắp đặt vận hành HDPE nó sẽ rẻ hơn nhiều so với các sản phẩm truyền thống khác. Hiện nay thì đang có cái phương án tức là thay thế cho đường nước chúng ta. Chúng ta đã biết rồi là thường xuyên bị vỡ, chất lượng thì kém. Còn bây giờ đang tìm một cái ống
khác thay thế. Còn ông HDPE thì nó cũng là cái ống nhựa chịu được bao mòn, rồi là chất lượng nó tốt thì cũng tôi nghĩ là cũng sẽ là sẽ rất đảm bảo mà nội dung được. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tạm dừng việc ký kết hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc tại dự án đường ống nước sông Đà. Sự ra đời của sản phẩm HDPE trong giai đoạn này sẽ giúp đơn vị đầu tư có thêm sự lựa chọn mới. Trước tình trạng nhiều doanh nghiệp kinh doanh hoạt động bán hàng đa cấp trên một số tỉnh thành phố nhưng chưa thực hiện đăng ký kinh doanh, Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương đã đưa ra cảnh báo tới người tiêu dùng. Theo đó, những doanh nghiệp kinh doanh hoạt động bán hàng đa cấp nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp với cơ quan có thẩm quyền đã bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý. Bản danh sách 14 doanh nghiệp đã lách luật để kinh doanh đa cấp bao gồm nhiều công ty tại các địa phương như hộ kinh doanh Trương Thị Kim Nguyệt, công ty cổ phần Everic Global, công ty cổ phần thương mại Biro, công ty cổ phần thương mại quốc tế Focus Việt Nam, công ty cổ phần đầu tư toàn cầu Đại Dương Xanh và một số doanh nghiệp khác. Cục Quản lý Cạnh tranh cảnh báo về hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp này để người dân biết và cảnh giác. Trong trường hợp phát hiện hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp này, đề nghị thông báo với Sở Công Thương, cơ quan công an địa phương hoặc Cục Quản lý Cạnh tranh để có biện pháp xử lý kịp thời. Sau khi Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản gửi Google và Apple đề nghị hợp tác hạn chế tối đa người chơi Việt Nam tại các trò chơi sử dụng lá bài, mô phỏng trò chơi trong các sòng bạc được cung cấp trên kho ứng dụng của các công ty này, Google cam kết là sẽ hợp tác để chặn những nội dung không phù hợp. Bà Helena Lusk, Giám đốc phụ trách quan hệ chính phủ và chính sách công quốc gia của Google khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho biết, Google không cho phép bất kỳ nội dung hay dịch vụ nào hỗ trợ việc đánh bạc online. Google khẳng định sẽ gỡ bỏ những nội dung không phù hợp này. Tuy nhiên, để gỡ bỏ hoàn toàn các nội dung này cần báo cáo trực tiếp với Google hoặc đánh dấu và thanh công cụ báo cáo của đơn vị này. Một khi nhận được thông tin, Google có một nhóm các nhân sự chuyên xử lý những nội dung không phù hợp trên Google Play Store 24 giờ trên ngày và 7 ngày trên tuần. Theo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, các trò chơi điện tử trên mạng không phép có yếu tố kinh doanh bài bạc bất hợp pháp, ảnh hưởng xấu đến môi trường văn hóa và đạo đức xã hội, nhất là với giới trẻ. Một sự kiện không thể bỏ qua với nhiều người du khách khi đến với thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới đây là bắt đầu từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen sẽ diễn ra chương trình Liên hoan ẩm thực đất phương Nam với hơn 250 món ăn ngon và nhiều loại thức uống dân dã và độc đáo. Theo đó, có 4 phong cách ẩm thực được giới thiệu tại liên hoan này gồm ẩm thực biển miền Trung, ẩm thực Tây Nguyên, ẩm thực Nam Bộ, ẩm thực Sài Gòn. Ngoài ra còn có khu ẩm thực quốc tế, khách mời với nhiều món ăn Thái, Hàn Quốc và Ấn Độ. Liên hoan được tổ chức dưới hình thức tái hiện chợ quê phương Nam với những gian hàng trang trí như là hàng bán nhà quê với quang gánh, những tiếng giao hàng, những câu hò miền quê Nam Bộ và cảnh trên bến dưới thuyền của khu vực biển Tây sông nước. Bên cạnh đó thì trong phiên chợ quê còn có nhiều trò chơi, các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian của vùng đất phương Nam. Trang CNN vừa liệt kê 10 địa điểm được nhiều du khách cảm thấy lạnh gáy nhất khi mà tới tham quan. Nhà tù Côn Đảo của Việt Nam cũng nằm trong danh sách này. Theo đó, chuồng cọp được thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa dùng để tra tấn những người Việt yêu nước trong thời kỳ chiến tranh. Nơi đây được cho là một trong những địa ngục trần gian khiến không ít người cảm thấy lạnh gáy khi nhắc đến. Chuồng cọp được xây dựng vào năm 1940, bao gồm 120 phòng biệt giam, chia làm 2 khu, mỗi khu 60 phòng. Mỗi khu đều có hành lang ở giữa dành cho cai ngục, trật tự đi lại kiểm soát và hành hạ người tù. Ngày nay, du khách đến đây sẽ xem những mô hình được dựng lại hình thức tra tấn tại mỗi buồng. Dù là mô hình thôi, nhưng mà ai ai cũng thấy rùng mình sợ hãi. Ngoài nhà tù Côn Đảo của Việt Nam thì còn có trường Tát Tác Hồng Kông, Trung Quốc, bệnh viện Clark Philippines, nhà tù Ba Gua Đài Loan, Trung Quốc, đồi Ma Penang Malaysia, tháp Ceylon của Ấn Độ cũng là những điểm đến đáng sợ của châu Á. Tối qua ngày 19 tháng 5, đoàn làm phim Nữ Đại Gia đã có mặt tại Hà Nội để ra mắt khán giả sau khi bị hoãn chiếu 2 tháng vì chưa được phê duyệt. Sự kiện này đã thu hút được khán giả và truyền thông bởi có sự xuất hiện của Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cô đảm nhận một trong 2 nữ chính trong phim. Xuất
hiện rạng rỡ và xinh đẹp, hai nữ diễn viên chính Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trương Quỳnh Anh thu hút sự chú ý của khán giả. Mặc dù ao ước trở thành diễn viên từ bé, nhưng đến giờ Nguyễn Cao Kỳ Duyên mới bén duyên với điện ảnh và Nữ Đại Gia là bộ phim đánh dấu vai trò mới của cô khi đảm nhận vai chính người mẹ Kim Anh. Vì vậy cảm xúc hồi hộp với vai diễn đầu tiên là điều dễ hiểu. Duyên cảm thấy rất là may mắn ở cái khúc rẽ này trong cuộc đời, ở cái tuổi này mà mình được bước vào một cái ngành nghề mới, mà một cái ngành nghề mà mình đam mê, thì Duyên cảm thấy rất là may mắn và muốn cảm ơn tất cả các khán giả đã ủng hộ, đã chờ đợi coi phim này và đã bao giờ cũng đi theo sát Kỳ Duyên trong mọi trường hợp. Xin cảm ơn quý vị. Trở lại với điện ảnh trong vai Nhi, con gái của Kim Anh, Trương Quỳnh Anh hoàn toàn lột xác khác hẳn với hình ảnh dễ thương, nhí nhảnh, hiền lành trong các bộ phim trước đây. Vai diễn Nhi trong bộ phim Nữ Đại Gia làm cho anh cảm thấy phấn khích rất là nhiều, bởi vì là trong cái vai diễn này thì anh được lột xác hoàn toàn, là một cô gái rất là nổi loạn, có những cảnh đua xe, có những cảnh quậy phá, có những cảnh cãi lại rất là kịch liệt với mẹ của mình. Điều anh nghĩ là những cái thay đổi trong bộ phim này của anh thì rất là lạ, hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ thích. Nhưng mà đừng có vội cảm thấy là nếu như mà anh quậy quá trong phim thì ghét mình anh nha, bởi vì là sau khi mà mọi người xem xong phim thì sẽ hiểu lý do vì sao Nhi quậy trong phim này. Đạo diễn Lê Văn Kiệt và nhà sản xuất Trần Dần đem đến một ẩn số thú vị khi mời hai chị em Thúy Vinh và cựu vận động viên Ủ Xu Thúy Hiền xuất hiện trong phim, đem đến những pha đối đầu nảy lửa, những phân cảnh hành động gay cấn cho khán giả màn ảnh rộng. Khán giả cũng nói chung cũng có cái sự bất ngờ vì mọi người tưởng là cái phim là về tình cảm, về lịch sử hay là tình cảm, nhưng mà hóa ra là một phim hình sự và cá tính, nhưng mà cũng có một cái sự giữa mẹ con về cái tình cảm với mẹ con. Chuyện phim xoay quanh mối quan hệ giữa hai nhân vật là nữ doanh nhân Kim Anh và con gái Nhi. Công việc kinh doanh bận rộn, bà mẹ đơn thân Kim Anh không có thời gian chăm sóc con cái. Lâu dần, Nhi trở nên ăn chơi trác táng và đem lòng giận dỗi mẹ mình. Mâu thuẫn ngày càng được đẩy lên đến đỉnh điểm khi Kim Anh bắt đầu mối quan hệ với một tay chơi tên Cường. Khi Kim Anh và Cường tổ chức đám cưới và Cường dẫn Kim Anh về ra mắt gia đình, phản ứng của người nhà hai bên vô tình ám hiệu cho những điều không lành sắp tới. Bộ phim Nữ Đại Gia sẽ chính thức ra rạp ngày 20 tháng 5 năm 2016 tại các rạp trên toàn quốc. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý trên các trang báo ra sáng ngày hôm nay. Và mở đầu sẽ là bài viết Chính phủ doanh nghiệp chung sức đấu thiên tai trên trang 4 của báo Kinh tế. Trên phạm vi chung của cả nước thì sản xuất nông nghiệp hiện nay đã giảm 2,6%. Tại Kiên Giang thì khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản đã giảm tới 11,56%. Thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn xâm nhập sâu đã làm thiệt hại trên 56.505 ha diện tích vụ mùa và vụ đông xuân. Theo Bí thư tỉnh Hậu Giang, ông Trần Công Chánh, thì tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn đến nay diễn biến rất phức tạp. Độ mặn cao nhất đã lên tới 19 phần nghìn, ước thiệt hại khoảng 13 tỷ đồng. Và nếu mặn kéo dài đến tháng 6 năm 2016 do mất vụ sản xuất, làng nghề, thì khả năng là thiệt hại sẽ khoảng 150 tỷ đồng. Duy chỉ có Cần Thơ là nhiều khí thế hơn cả. Tự hào khoe với Phó Thủ tướng Huệ về việc là cũng trong vùng hạn hán xâm nhập mặn, nhưng mà Cần Thơ thì vẫn phát triển tốt. Chủ tịch tỉnh Cần Thơ cho biết là vụ lúa đông xuân của Cần Thơ được mùa, được giá. Vụ hè thu thì dự báo là cũng vẫn được mùa và cũng được giá. Tương tự ở Hậu Giang, Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Văn Thanh cho biết là Hậu Giang đối thoại định kỳ hàng năm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Lãnh đạo tỉnh thì cũng thường xuyên tổ chức các đoàn công tác để đi thăm, làm việc, nắm bắt những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động để kịp thời tháo gỡ. Hậu Giang cũng đã thành lập trung tâm dịch vụ và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để tư vấn, hướng dẫn, giải đáp và bồi dưỡng kiến thức pháp luật của doanh nghiệp trên địa bàn này. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ về vấn đề công chức nghiện kiểm tra thì nhiều doanh nghiệp thừa nhận là đã phải sống chung với thanh tra và kiểm tra, chấp nhận để được yên ổn làm ăn. Đây chính là nội dung được phản ánh ở trên trang 6 của báo Tuổi Trẻ với nhan đề vụ nghiện kiểm tra của công chức do vẽ quá nhiều giấy phép con.
Cũng theo các doanh nghiệp, giải pháp để chấn chỉnh hiện tượng nghiện kiểm tra của công chức là phải tinh giản bộ máy, không để số lượng công chức nhiều hơn việc, đồng thời phải xử lý nghiêm người ra quyết định thanh tra và kiểm tra sai. Chính các giấy phép con là cơ sở để sinh ra các cuộc thanh tra, kiểm tra của hàng loạt ban ngành. Đáng nói là những quy định không còn hợp thời đã gây ra rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Chẳng hạn như theo quy định, các doanh nghiệp phải ghi chép sổ sách và sao lưu chứng minh nhân dân người đặt in. Nhiều người đến đặt in một hộp danh thiếp cũng phải mượn chứng minh nhân dân photo để lưu lại, khiến cho khách hàng rất khó chịu. Và theo ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông nghĩ đã đến lúc cần phải mạnh tay dẹp bỏ các vấn nạn này bằng cách xử lý người đã ra quyết định thanh tra, kiểm tra nếu hoạt động thanh tra, kiểm tra không đúng nguyên tắc, không đúng nội dung và tôn chỉ mục đích với nơi cần làm việc. Chính phủ đã nêu cao quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh khi mà liên tiếp trong 3 năm 2014, 2015 và 2016 đã ban hành 3 nghị quyết số 19 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, thì để thực hiện được mục tiêu về cải cách chỉ số thông quan hàng hóa qua biên giới nêu trong nghị quyết số 19 ban hành năm 2016, thì không chỉ có trách nhiệm của Bộ Tài chính, mà còn cần phải có trách nhiệm của 13 bộ ngành có liên quan, trong đó có việc giải quyết những vướng mắc trong các quy định của luật hiện hành mà một mình Bộ Tài chính không thể nào tháo gỡ được. Như vấn đề đang bức xúc đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu hiện nay, đó là thủ tục kiểm tra chuyên ngành khi mà đối tượng kiểm tra hiện vẫn định tính nhưng lại chưa định danh được rõ ràng. Đây là khâu cần làm sớm và phải dứt điểm trong năm nay. Còn theo ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam, về kiểm tra chuyên ngành thì việc thông quan hàng hóa không chỉ phụ thuộc vào việc giải quyết thủ tục của hải quan cửa khẩu, mà còn phụ thuộc rất nhiều về cấp giấy phép chuyên ngành, cấp giấy chứng nhận của các cơ quan kiểm định. Thực tế cho thấy kiểm tra chuyên ngành chiếm tới 70% tổng thời gian thông quan hàng hóa, trong khi thủ tục hải quan thì chỉ chiếm khoảng 30%. Vào ngày 19 tháng 5, tại hội thảo Thành phố Hồ Chí Minh và Khát vọng vươn lên, các chuyên gia kinh tế đã đề nghị nhiều chính sách để Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá. Đây chính là nội dung được phản ánh ở trên trang 10 của báo Tiền Phong. Để phát triển du lịch thì ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nói, vấn đề quan trọng hiện nay là hành động và nhiều việc có thể làm ngay. Tập trung phát triển du lịch, lấy du lịch làm điểm nhấn thúc đẩy thương mại và dịch vụ. Muốn bứt phá thì Thành phố Hồ Chí Minh cần khai thác dịch vụ cao, triển khai công nghiệp và nông nghiệp kỹ thuật cao. Và theo ông Nguyễn Hữu Thọ, tình trạng an ninh trật tự đang diễn biến phức tạp. Thành phố Hồ Chí Minh cần giải quyết ngay vì không tốn tiền, chỉ cần quyết tâm hành động. An ninh an toàn đã có nghị quyết 92 của chính phủ ban hành vào tháng 12 năm 2004, trong đó thì đã giao cho cấp phường xã và cấp quận huyện chịu trách nhiệm giải quyết, Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo. Và theo Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Ngọc Bảo, muốn Thành phố Hồ Chí Minh trở thành động lực tăng trưởng, bắt buộc phải có cơ chế chính sách vượt trội về phân bổ và sử dụng nguồn lực đầu tư phát triển, về đất đai, tài nguyên, vốn và khoa học công nghệ. Trước mắt thì Thành phố Hồ Chí Minh cần có quy hoạch tầm nhìn dài hạn, tạo môi trường và điều kiện tự do cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Treo thưởng nhiều người được thưởng ít, một trong những nhận định được đưa ra trên một bài viết trên báo Lao động ngày hôm nay. Vào chiều ngày 19 tháng 5, quận ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 12 đã thưởng nóng 5 triệu đồng cho tập thể đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 12 và 4 cán bộ chiến sĩ, mỗi cá nhân là 350.000 đồng do đã xuất sắc điều tra triệt phá băng nhóm tàng trữ mua bán ma túy, tặng bằng khen và thưởng số tiền 2 triệu đồng cho ông Hồ Hiếu Tâm, ngụ tại phường Tân Thới Hiệp, quận 12 đã dũng cảm bắt hai đối tượng cướp giật. Ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 12 cho biết, khi mà người dân cung cấp tin có giá trị trực tiếp tham gia bắt tội phạm thì sẽ được thưởng từ 1 cho đến 5 triệu đồng, đặc biệt là sẽ thưởng nóng từ 5 đến 20 triệu đồng khi mà khám phá các chuyên án, tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, tội phạm về ma túy. Việc làm ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh không mới nhưng mà có một thực tế, đó là nhiều quỹ khen thưởng bị ế, tức là không tìm được những người để mà thưởng. Cách đây vài tháng để chống thực phẩm bẩn thì thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định là treo thưởng 5 triệu đồng cho nguồn tin có giá trị. Trao đổi với các phóng viên của báo Lao động, ông Khương Trần Phúc Nguyên, trưởng phòng thanh tra chi cục thú y thành phố Hồ Chí Minh cho biết, riêng 4 tháng đầu năm 2016, tức là tính đến hết ngày 30 tháng 4 thì đường dây nóng của chi cục đã tiếp nhận 26 thông tin về các vụ phản hồi này trên địa bàn của huyện Hóc Môn, và qua những thông tin này thì chi cục đã cử các trinh sát theo dõi và bắt quả tang hơn 4 tấn thịt bốc mùi hôi thối và không rõ nguồn gốc. Sau đó thì toàn bộ số thịt heo trên đã được mang đi tiêu hủy và người thông báo thông tin này đã được chi cục thưởng ngay 2,5 triệu đồng.
Lượng trái cây nhập vào Việt Nam từ Thái Lan đang tăng nhanh, nhưng không ai đảm bảo chất lượng trái cây an toàn cho người tiêu dùng khi có đến 67,1% mẫu trái cây của Thái Lan tồn dư các chất độc hại. Đây là theo cảnh báo gần đây của hệ thống cảnh báo thuốc trừ sâu Thái Lan. Đây chính là nội dung ở trên trang 9 của Nông thôn ngày nay. Nếu trước đây trái cây Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam chỉ có một số sản phẩm đặc trưng như là chôm chôm, me, bon bon, mây thì nay số chủng loại đã tăng lên rất nhiều. Các loại trái cây nổi tiếng của vùng đồng bằng sông Cửu Long như là xoài, quýt, sapoche, hồng xiêm, sầu riêng, mít và cả táo xanh của Thái đều có nhiều chợ và các cửa hàng. Và theo nhiều người tin rằng thì trái cây Thái an toàn và đáng tin cậy hơn các sản phẩm cùng loại của Trung Quốc. Do đó, khi trái cây Thái Lan tràn vào thị trường Việt Nam đã được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Nhưng liệu rằng trái cây Thái Lan có thực sự an toàn? Và mới đây thì hệ thống cảnh báo thuốc trừ sâu Thái Lan đã gửi mẫu các loại nông sản có dán nhãn an toàn của Văn phòng Quốc gia Thái Lan về hàng hóa nông nghiệp và tiêu chuẩn thực phẩm đi kiểm tra mức tồn dư có chất độc hại. Kết quả là có đến 57,1% các mẫu phẩm đưa đi kiểm tra có lượng chất độc hại vượt ngưỡng cho phép, và cụ thể là đến 100% mẫu cam và ổi được xét nghiệm có chất độc hại vượt mức cho phép. Trong phần tiếp theo của chương trình, bất cứ sự điều chỉnh nào dù là nhỏ nhất khi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2016 đang tới gần đều gây ra lo lắng cho thí sinh, người nhà thí sinh và cả các trường tham gia tuyển sinh năm nay. Indonesia đối mặt với nhiều thách thức khác trong cuộc chiến dẹp bỏ nghề mại dâm khi kiên quyết đóng cửa các cột đèn đỏ nổi tiếng tại Jakarta. Trồng cây xanh trong phòng làm việc đang là xu hướng của nhiều công sở văn phòng làm việc tại Hàn Quốc, giúp làm sạch không khí một cách tự nhiên. Những ngày này, các sĩ tử của chúng ta đang miệt mài ôn luyện cho một kỳ thi quan trọng sắp tới, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Năm nay, thì Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết lượng thí sinh tại các cụm thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại đây đã giảm hơn một nửa so với năm 2015, với hơn 55.600 thí sinh đăng ký. Trong đó, thì hơn 52.000 em đăng ký thi để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học cao đẳng, hơn 2.200 chỉ đăng ký xét tốt nghiệp và hơn 800 học sinh chỉ đăng ký xét tuyển. Số lượng thí sinh đăng ký từng môn thi Trung học Phổ thông Quốc gia cao nhất vẫn là môn toán với hơn 55.000 thí sinh tham gia, tiếp đến là ngữ văn là 55.000 người, ngoại ngữ gần 55.000 người, sau đó là vật lý, hóa học, địa lý và sinh học. Và môn được các thí sinh đăng ký ít nhất đó chính là lịch sử với gần 4.000 thí sinh. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, năm nay TP.HCM có 9.000 thí sinh tự do đăng ký dự thi Trung học Phổ thông Quốc gia, nâng tổng số thí sinh dự thi tại TP.HCM là 64.000 người, tại 4 cụm thi do các trường đại học chủ trì. Tại kỳ thi năm ngoái, thì TP.HCM có khoảng 140.000 em đăng ký dự thi, bao gồm học sinh Trung học Phổ thông của thành phố và các tỉnh lân cận thí sinh tự do. Theo một lãnh đạo Đại học Quốc gia TP.HCM, thì lượng thí sinh năm nay giảm vì các em ở tỉnh không đổ về thành phố, chỉ có học sinh trên địa bàn cùng với thí sinh tự do. Điều này giúp các cụm thi tại TP.HCM sẽ bớt áp lực hơn và công tác quản lý thi dễ thở hơn. Vâng, thưa quý vị, mấy ngày vừa qua thì nhiều người đã khá lo lắng trước những thông tin liên quan đến kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2016. Đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết là sẽ có một phần mềm xét tuyển chung cho cả nước đã khiến cho nhiều người bất ngờ và đã có những phản ứng trái chiều về sự việc này. Và ngay sau đấy thì đại diện Bộ Giáo dục cũng đã đưa ra giải thích là việc sử dụng phần mềm xét tuyển chung này chỉ là yếu tố kỹ thuật và không bắt buộc các trường phải tham gia, và việc tổ chức xét tuyển theo nhóm thì vẫn tiếp tục được thực hiện. Vâng, phải nói rằng là dù biết hình thức thi tuyển mới vào đại học cao đẳng mới chỉ đến năm thứ 2 triển khai, tức là còn rất nhiều những thứ mà cơ quan quản lý ngành giáo dục cần vừa làm vừa điều chỉnh và rút kinh nghiệm. Tuy nhiên thì sự điều chỉnh nào đó dù là nhỏ nhất thời điểm kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016 đang gần kề đều có thể gây ra những tâm lý lo lắng cho thí sinh, người nhà thí sinh và cả các trường đại học tham gia tuyển sinh năm nay. Những ngày này, thông tin mà em Ngô Ngân Hà quan tâm nhất có lẽ là về kỳ thi tuyển sinh Trung học Phổ thông Quốc gia 2016. Năm nay, xét tuyển vào các trường đại học có sự thay đổi so với năm ngoái. Các em phải làm quen với việc xuất hiện xét tuyển theo nhóm trường. Lại là một thí sinh đăng ký thi lại nên nỗi lo của Ngân Hà cũng vì thế mà tăng hơn rất nhiều, vì em sợ không bắt kịp được với những thay đổi liên quan đến kỳ thi.
Với những thay đổi như thế thì nó ảnh hưởng đến trực tiếp cả bản thân em mà cũng như là về phía gia đình. Khi mà gia đình học sinh nói với bố mẹ về vấn đề thi cử thì có nhiều bố mẹ không thể hiểu được, không thể hiểu là nó như thế nào mà cảm thấy nó rất là lằng nhằng. Nỗi lo lắng của Ngân Hà cũng là điều dễ hiểu, bởi trước nhiều luồng ý kiến từ dư luận, ngay sau đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã giải thích rằng thực chất của xét tuyển chung có liên quan đến yếu tố kỹ thuật nhiều hơn. Và mới cách đây vài hôm, nhóm GX gồm 11 trường tham gia đã khởi động lại phương thức tuyển sinh theo nhóm. Tuy nhiên, theo đại diện của nhóm GX, những băn khoăn về cách thức xét tuyển vẫn chưa có lời giải đáp. Cần phải xem xét rất kỹ cái đề án bộ đưa ra và chúng tôi vẫn đang chờ xem là cái hướng dẫn của bộ như thế nào. Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ phân luồng và phân quyền cho các trường, rồi các nhóm trường đến đâu. Trên cơ sở đó thì cái nhóm trường hoặc các trường sẽ triển khai cụ thể hơn các bước tiếp theo. Có lẽ không có một kỳ thi nào nhận được sự quan tâm lớn như kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Vì thế, chỉ cần một sự thay đổi nhỏ thôi cũng khiến cho hàng triệu thí sinh và gia đình bị ảnh hưởng. Còn nhớ, kỳ thi năm ngoái, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã thực hiện thay đổi tới 3 lần trong vòng chưa đầy một tháng, khiến cho nhiều em không kịp cập nhật những thông tin mới và đã gây ra mệt mỏi cũng như lộn xộn trong kỳ thi. Mới đây, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã hứa từ nay cho tới kỳ tuyển sinh đại học sẽ không có thêm sự thay đổi nào nữa. Cũng nên mà có một cái quy trình rõ ràng để công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để giúp cho tất cả các thí sinh và người nhà thí sinh an tâm trước khi bước vào kỳ thi chính thức. Các quy định của bộ mà thể hiện trong cái gọi là cái quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng 2006 đủ rồi. Thế việc bộ phải làm cho nó rõ những cái phương thức tuyển sinh khác nhau để các trường người ta chọn và thí sinh người ta chọn, phải làm cho rõ chứ không phải nói mà. Cũng mong là sẽ không có một thay đổi nào nữa, bởi vì bây giờ ôn thi thì cũng không còn nhiều thời gian, mà để cứ chạy theo những thay đổi như thế thì học sinh sẽ cảm thấy nản và rất là vất. Chính vì thế, mong muốn lớn nhất bây giờ của Ngân Hà cũng như hàng ngàn sĩ tử tham gia kỳ tuyển sinh Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay là không có thêm sự thay đổi nào nữa từ phía cơ quan quản lý của ngành giáo dục. Vâng, chúng tôi cũng hy vọng rằng là Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nhanh chóng đưa ra những hướng dẫn cụ thể để cho các trường đại học cao đẳng có thể nắm bắt được những thông tin chính và chủ động trong kế hoạch tuyển sinh của mình. Và đặc biệt là làm sao để cho các thí sinh cũng như là người nhà có thể an tâm ôn luyện cho kỳ thi tuyển sinh đang cận kề. Vâng, và tôi cũng muốn cung cấp cho các sĩ tử và người nhà một thông tin mới là nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố bố trí địa điểm ăn nghỉ hợp lý và huy động chỗ nghỉ trọ giá rẻ hoặc là miễn phí. Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo thì sau khi có kết quả thi, các trường đại học cao đẳng thực hiện công tác tuyển sinh đến ngày 15 tháng 11. Vì vậy mà Ban chỉ đạo thi cần phải quán triệt đầy đủ các quy chế thi và tuyển sinh hiện hành, nhất là các quy định mới trong tổ chức thi Trung học Phổ thông Quốc gia, xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy năm 2016. Đồng thời thì Ban chỉ đạo thi phải xây dựng được phương án tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại địa phương, đảm bảo tổ chức thi và tuyển sinh an toàn, trung thực, khách quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và có phương án dự phòng để xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra. Và tiếp theo xin mời quý vị đến với những thông tin sự kiện dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 20 tháng 5. Ngày hôm nay tại Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra hội thảo Cộng đồng, cơ hội và thách thức khởi nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm sạch. Đây là cơ hội giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp thực phẩm sạch, các cá nhân quan tâm thực phẩm sạch học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Trong 2 ngày hôm nay và ngày mai sẽ diễn ra live show âm nhạc đặc biệt của danh ca Ý Lan. Trong chuyến về nước lần này, ca sĩ Ý Lan sẽ tái ngộ khán giả tại phòng trà MTV, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh bằng những ca khúc từng gắn liền với tên tuổi của mẹ mình, danh ca Thái Thanh. Ngoài Ý Lan, đêm nhạc còn có sự tham gia của các ca sĩ Thu Hằng, Ngọc Sang, Trần Phương, Nhật Yến, Triệu Long, Xuân Nghi.
Ngày hôm nay tại phòng trà Đồng Dao, danh ca Phương Dung, Thái Châu sẽ hội ngộ trong đêm nhạc chủ đề bài tình ca cho em. Đêm nhạc được dàn dựng với không gian lãng mạn và những tình khúc nhạc xưa được thể hiện qua hai giọng hát vừa thời gian. Ngoài việc kết hợp cùng nhau với những màn song ca, mỗi nghệ sĩ còn gửi đến khán giả nhiều tiết mục solo. Tối ngày hôm nay, Quang Hà cùng đêm nhạc đặc biệt bản tình ca chắc chắn là một đêm nhạc hứa hẹn nhiều cảm xúc. Quang Hà là một ca sĩ khiến khán giả cảm nhận được sự chân thành và nồng nhiệt với từng ca khúc mà anh thể hiện. Trong những năm gần đây, Canada thu hút rất nhiều sinh viên Việt Nam vì chính sách ưu đãi dành cho sinh viên như giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp, cơ hội định cư cao. Với những ai có ý định định cư và du học ở đất nước này thì không thể bỏ qua hội thảo định cư và du học Canada với visa ưu tiên diễn ra ngày hôm nay. Đến với hội thảo, người tham gia sẽ được tư vấn miễn phí hồ sơ xin học và thủ tục xin visa cho học sinh, đồng thời chia sẻ cách làm thế nào để sinh viên Việt Nam định cư tại Canada, ngành nghề thiếu hụt lao động tại Canada. Bê bối nước nhiễm trì đến nay vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại thành phố Flint, bang Michigan của Mỹ. Hiện chính phủ và các tổ chức từ thiện đang nỗ lực để khắc phục hậu quả và hỗ trợ cho những gia đình bị ảnh hưởng. Và một trong những kế hoạch được nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người, đó là người dân địa phương trong chương trình giáo dục miễn phí cho trẻ em ở những nơi có nguồn nước bị ô nhiễm. Theo giới chức địa phương, cứ mỗi 2 tiếng, những em nhỏ bị phơi nhiễm trì tại Flint sẽ được cung cấp thực phẩm sạch một lần. Bên cạnh đó, các em sẽ được tham gia các khóa học miễn phí được tổ chức liên tục. Nhiễm độc trì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển, sức khỏe cũng như khả năng thu nhận kiến thức của trẻ. Vì thế, họ kỳ vọng kế hoạch này sẽ giúp cải thiện những tác động của việc phơi nhiễm trì đến các em. Chương trình chăm sóc của Đại học Michigan, Flint, thực sự cần thiết đối với người dân trong thời điểm này. Chúng tôi để hiểu rằng giáo dục sớm là tối quan trọng đối với trẻ nhỏ, nhất là với những trẻ em bị phơi nhiễm trì, có khả năng bị ảnh hưởng tới thần kinh. Xen giữa các buổi học sẽ có các bữa ăn với hoa quả và rau xanh, giúp giảm bớt lượng trì trong cơ thể của các em. Con gái tôi rất thích các lớp học. Cuối ngày khi tôi đến đón, thậm chí nó còn chẳng muốn về. Ở nhà tôi cũng có dạy cho cháu các bài tập cơ bản, song cháu không hợp tác giống như khi đến lớp. Theo học khu Flint, hiện đã có khoảng 300 em đăng ký tham gia các chương trình giáo dục sớm miễn phí này. Indonesia đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong cuộc chiến chống lại nạn mại dâm. Gần đây với sự phát triển của công nghệ, nhiều người đã tiếp thị và điều hành trực tiếp việc mua bán dâm thông qua các mạng xã hội và các trang web đen. Vâng, các thỏa thuận mua bán dâm ở trên mạng thường diễn ra rất tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Chính vì vậy mà nạn mua dâm ở Indonesia đang ngày càng phát triển nhanh chóng. Họ được chuyển đến trang cá nhân của các cô gái ở các độ tuổi, màu da, hình thể khác nhau, sẵn sàng phục vụ. Đây là Clara, một gái mại dâm, tài khoản mạng xã hội của chính mình. Mại dâm bị xem là bất hợp pháp ở Indonesia. Chính quyền của Thủ tướng Joko Widodo đang nỗ lực chống lại nạn buôn bán thân xác phụ nữ trên đường phố với kế hoạch xóa bỏ các khu đèn đỏ từ nay đến năm 2019. Sự mạnh tay này đã khiến nhiều khách hàng chuyển sang thị. Chúng tôi đã phát hiện một số trang web cung cấp dịch vụ mại dâm trực tuyến, nhưng thực sự không dễ dàng để triệt phá chúng. Có thể nói, nỗ lực chấm dứt nạn buôn bán tình dục ở Indonesia đang gặp rất nhiều khó khăn do nước này không có Indonesia. Đằng sau những bức tường của nhà tù Rumie ở Lebanon, các tù nhân đang biến nơi này trở thành một sân khấu. Một vở kịch đã được trình chiếu tại đây với diễn viên là chính các tù nhân. Vở kịch này nhằm mục đích động viên những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần, những người chịu bản án chung thân hoặc là đang chờ thi hành án. Các tù nhân đang tham gia vở kịch mang tên Joha Up in the Air, được sản xuất bởi tổ chức phi chính phủ Catharsis. Vở kịch là một phần của The Untold Story của Forgotten Behind Bars, một dự án được thực hiện bởi Catharsis, được tài trợ bởi Liên minh châu Âu và phối hợp với Bộ Tư pháp nước này. Trong đó, các hoạt động đều hướng tới việc cải thiện sức khỏe tâm thần ở nhà tù Liban. Các tù nhân, đặc biệt là ở Liban, cần một hoạt động mà qua đó họ có thể được phục hồi và trở lại thành một người tốt hơn khi ra thế giới bên ngoài. Một trong những tù nhân tham gia vào việc sản xuất vở kịch cho biết ông muốn thay đổi nhận thức của người dân về các tù nhân, đặc biệt là những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần.
Những người bị bệnh tâm thần là những người không có công lý. Tôi mong mọi người hãy nhìn nhận họ một cách bao dung hơn. Buổi biểu diễn đầu tiên đã diễn ra vào ngày 12 tháng 5 vừa qua và sẽ được trình diễn tiếp vào các ngày 18, 19 và 25 tháng 5. Việc theo dõi các thông tin về chất lượng không khí cũng như là mức độ ô nhiễm dường như đã trở thành một thói quen thường nhật của nhiều người dân Hàn Quốc. Và những năm qua thì mức độ ô nhiễm tại quốc gia này đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Vâng, và trong bối cảnh đó thì nhiều công sở văn phòng làm việc tại xứ sở Kim Chi đã hướng đến một giải pháp mới giúp làm sạch không khí một cách tự nhiên, đó là trồng cây xanh ở ngay trong phòng làm việc. Bụi trong văn phòng sẽ được bơm vào một căn phòng nhỏ, trong đó có đặt một loại cây trồng có tên gọi là Adisia pusilla. Chỉ sau 3 tiếng rưỡi, mức độ tập trung các phân tử độc hại đã giảm hơn 60%, từ 1.200 microgram trên mét khối xuống chỉ còn chưa đến 500 microgram trên mét khối. Lớp biểu bì của loài cây này có khả năng hấp thụ bụi mịn. Các lỗ khí trên mặt sau của lớp lá hấp thụ các hạt bụi siêu mịn, hay còn được biết đến với tên gọi PM2.5, nhờ đó giúp lọc ra các chất ô nhiễm và hóa chất độc hại có trong không khí. Những công sở sử dụng cây xanh làm công cụ lọc không khí như thế này được gọi là văn phòng xanh. Khoảng 2% không gian trong các văn phòng xanh sẽ được dành để trồng cây. Để tận dụng tối đa không gian, nhiều văn phòng còn trồng cây trên tường, kèm theo hệ thống bơm ngược không khí sạch trở lại văn phòng. Như vậy, những cây xanh này đóng vai trò không khác gì máy lọc không khí. Hiện phương pháp làm sạch không khí tự nhiên đang rất được ưa chuộng tại các văn phòng làm việc ở Hàn Quốc. Chỉ trong 3 năm qua, số công ty đăng ký dịch vụ này đã tăng lên đáng kể. Không chỉ giúp lọc sạch không khí, mà những cây xanh còn mang đến một vẻ tươi tắn, sáng sủa hơn cho các văn phòng làm việc. Chúng tôi cảm thấy thư giãn hơn nhiều. Theo một nghiên cứu gần đây, Hàn Quốc nằm trong danh sách những quốc gia có chất lượng không khí thấp nhất thế giới. Cơn ác mộng robot sẽ thay thế con người đang trở nên ngày một rõ rệt hơn trong không ít công việc cụ thể. Thậm chí là những cỗ máy vô tri còn có thể cướp đi công việc mơ ước của rất nhiều người, đó là trở thành một phi hành gia. Thật vậy, NASA vừa tuyên bố robot có hình dáng giống người có tên gọi là Valkyrie đã sẵn sàng cho công cuộc thám hiểm sao Hỏa trong tương lai. Đây là kết quả của một cuộc điều tra tìm kiếm đối tác phát triển từ hồi tháng 6 năm 2015 của cơ quan này. Sau hơn 5 tháng tiến hành, NASA đã quyết định chọn hai nhóm nghiên cứu phát triển của Viện Công nghệ Massachusetts và Đại học Northeastern với mẫu humanoid R5 Valkyrie. Ngoài ra, mỗi nhóm nghiên cứu sẽ nhận được một khoản tiền hỗ trợ hàng năm là 250.000 đô la Mỹ. Với chiều cao 1,9 mét và nặng 125 kg, R5 Valkyrie được kỳ vọng sẽ trở thành một đồng nghiệp ăn ý của đội ngũ phi hành gia con người sẽ đổ bộ lên sao Hỏa trong tương lai. Với hệ thống mô đun đàn hồi đặc biệt, R5 Valkyrie được dự đoán có thể thực hiện mọi thao tác phản xạ trong tích tắc, giống như con người. Mặc dù vậy, đây chỉ là lý thuyết ở trên trái đất. Thực hiện công việc này trên sao Hỏa lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ở những hành tinh có môi trường thuộc loại siêu khắc nghiệt, thì việc thả một nhóm robot xuống để nghiên cứu chắc chắn sẽ hợp lý hơn là gửi cả một đoàn phi hành gia đổ bộ xuống với nhiều nguy cơ khó lường. Theo dự tính, robot R5 Valkyrie sẽ là một phần không thể thiếu được của chiến dịch chinh phục sao Hỏa. Tại nhiều quốc gia châu Phi hiện nay, công nghệ thông tin dường như vẫn là một điều gì đó khá mới mẻ đối với nữ giới, đặc biệt là các em học sinh nữ ở các cấp tiểu học, trung học. Đa phần người dân ở đây cho rằng công nghệ thông tin phù hợp với nam giới nhiều hơn. Nhằm thay đổi lối tư duy này thì đồng thời tạo cơ hội tìm việc làm trong tương lai cho các bé gái, một trường học ở thủ đô Nairobi của Kenya đã mở các lớp học về máy tính và ngôn ngữ lập trình cho các em học sinh nữ. Không phấn trắng, bảng đen hay những quyển sách dày đặc chữ, những cô bé này đang được tham gia vào một buổi thực hành lập trình và các thao tác trên máy vi tính. Dù chỉ là một ngôi trường tiểu học nhỏ ở Kibera, một khu ổ chuột của thủ đô Kenya, song các giáo viên đã sớm tạo điều kiện để các học sinh được tiếp cận sớm với công nghệ thông tin phục vụ cho tương lai. Cháu nghĩ học vi tính là rất quan trọng vì lớn lên cháu có thể sẽ làm công việc nào đó sử dụng đến nhiều máy móc. Nếu không biết dùng, cháu sẽ bị tụt hậu. Mỗi tuần, các em sẽ được thực hành một buổi do các thành viên thuộc câu lạc bộ lập trình hướng dẫn. Không chỉ giúp các em tiếp cận công nghệ, đây cũng là một giải pháp hay để giảm bớt sự phân biệt giới tính khi mà các bé gái thường phải chịu nhiều thiệt thòi hơn.
Việc để cho các nữ sinh ở Nigeria được tiếp cận công nghệ thông tin là rất quan trọng, giúp các em có thêm cơ hội tìm việc làm trong tương lai. Trước đây, người ta vẫn luôn có suy nghĩ rằng lập trình chỉ dành cho con trai. Kibera là khu ổ chuột lớn nhất ở Kenya. Đây là khu vực thường xuyên xảy ra các vụ hiếp dâm. Vì vậy, bà lãnh đạo trường cũng hy vọng các buổi thực hành công nghệ thông tin cũng sẽ phần nào giúp các em tránh xa các mối nguy hiểm tiềm ẩn ngoài xã hội. Năng lượng sóng nổi lên như là làn sóng của ý tưởng sản xuất năng lượng. Lợi thế của nguồn tài nguyên này là hoàn toàn tự nhiên, xanh và không gây ô nhiễm, đóng góp vào sự phát triển bền vững. Và mới đây, một cơ sở nghiên cứu năng lượng đại dương ở Scotland đang thử nghiệm một hệ thống sản xuất năng lượng sạch từ sóng biển. Khai trương vào năm 2014, cơ sở nghiên cứu năng lượng đại dương Flowwave là một hồ tròn 25 mét nhằm tái tạo sóng và dòng chảy từ các bờ biển trên toàn thế giới. Flowwave có thể mô phỏng tương đương quy mô của một đợt sóng cao tới 28 mét và dòng chảy của sóng tương đương với 14 nút trong 2 mét bể, trong đó sử dụng 2,4 triệu lít nước. Flowwave sẽ cho phép các công ty kiểm tra dòng chiều, dòng chảy của sông và tốc độ gió, hay còn gọi tắt là tốc độ chất lưu định hướng. Tất nhiên mọi thứ vẫn chỉ là thử nghiệm, nhưng nó sẽ tạo ra một sự thay đổi lớn. Cũng theo ông Ingram, hệ thống này có thể khai thác sóng, gió và năng lượng thủy triều để tạo ra năng lượng tái tạo. Như vậy, lượng năng lượng sạch này có thể được sử dụng vào việc nuôi cá hay khử mặn nước để uống. Được biết, cơ sở Flowwave trị giá khoảng 10,5 triệu bảng Anh, tương đương 15 triệu đô la Mỹ và được tài trợ bởi Hội đồng Nghiên cứu Vật lý và Kỹ thuật của Vương quốc Anh và Trường Đại học Edinburgh cùng các doanh nghiệp khác. Theo hai nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu Thái Lan Live Nation và Big Tiro, thì nam ca sĩ trẻ Charlie Puth sẽ có đêm biểu diễn ở thủ đô Bangkok vào tối ngày 12 tháng 8 tới đây. Đêm nhạc của giọng ca Siogen nằm trong chuỗi chương trình Soundbox nhằm đưa những gương mặt trẻ mới nổi hoặc là những thần tượng âm nhạc nổi lên từ YouTube hay là mạng xã hội đến với khán giả. Chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.